Cái này là mình đang đưa ngói ở đây chuẩn bị lợp đấy chứ bác. Đang châm lợp đây. À. Nay là bận tí không lợp được đấy. Vâng. Thế là tất cả là mình cho vào đây hết à bác? Vâng, cho vào đây. Hết. Mấy con là vào đây cả luôn. Vâng. Nó vào vào lối nào hả bác? Vào lối này. À. Đâu mà cửa lối nào bác? À. Còn là à, nó phải bước qua à? Kệ nó bước qua được hả bác? À, tự nó bước qua. À, coi như cái gông ấy chốt vào là xong đúng không? Vâng. Chả ra được nữa đâu. Còn bình thường là không có mũi như này thì lúc dắt đi thì dắt đi làm sao được bác? Hay là lúc dắt á? Vâng. Đi bừa thì dắt thôi, à. Con không bừa thì thôi cứ để đấy, dắt. À đi. mình phải cho cái kia vào làm gì hả bác? Cho cái sắt kia vào làm gì hả bác? Hả? À, sắt kia để làm mũi đấy. Không nó liền à bác? Không. À. Dắt đấy. Vâng. Đấy là cái để là người ta mắc dây vào để dắt đấy. À. Có tất cả mấy người. Bây giờ có 6 bè khẩu. Đây là cái thân cây này bằng cây cọ đây hả bác? Cây cọ đấy. À. Đây là ông cụ đấy. Đấy cụ đấy. Năm nay 86. Đây chuẩn bị lập ngói đi đúng bác? Vâng. Chiều nay được, đáng lấy sáng nay được chứ. Và nhưng mà nhà máy sẽ nó đổ bê tông đường nó nhiều làm. Chiều nay là mới được ngày đúng không? Vâng. Được ngày bỏ nóc. Không nào bỏ đâu cả tiền. Vâng. Giá tiền.